Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo các báo chí chính thống của Việt Nam như báo Nhân dân, báo VN Express, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, Cổng Thông tin Chính phủ, v.v. đã đưa tin sáng nay ngày 3 tháng 8, Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam họp và bầu Tổng Bí thư. Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu tuyệt đối là tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, ông Tô Lâm giữ những chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nói là kim thì không đúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Theo các báo chí của Việt Nam thì sau đó Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời các cơ quan truyền thông báo chí. Cùng chủ trì họp báo thì có trưởng ban tuyên giáo Trung ương là ông Nguyễn Trọng Nghĩa và chánh văn phòng Trung ương Đảng là ông Đặng Duy Ngọc. Như vậy là trên bàn chủ tọa có tân Tổng Bí thư Tô Lâm và có trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và có chánh văn phòng Trung ương Đảng là ông Nguyễn Duy Ngọc. Các cơ quan truyền thông báo chí của Việt Nam nói trả lời báo chí thì tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định là đi con đường của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài phát biểu của tân Tổng Bí thư Tô Lâm rất là xúc động, cho rằng mình là người đi theo một người có nhân cách lớn là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những gì mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra thì đó là ngọn hải đăng cho tân Tổng Bí thư Tô Lâm đi theo và cả Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo. Phóng viên báo chí hỏi rằng là có tiếp tục đốt lò hay không thì tân Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời những gì mà đã làm và chính tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là người trước đây là đại tướng, là Bộ trưởng Bộ Công an đã trải nghiệm rất nhiều nên tiếp tục con đường đó, đốt lò. Lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay người mà đang đốt lò theo đó chính là tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý khán thính giả biết, trước đây khi mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò thì người đi lượm củi chính là bây giờ là tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Bây giờ tân Tổng Bí thư Tô Lâm đốt lò thì ai đi lượm củi? Câu hỏi được đặt ra thì thấy rằng chính là Thượng tướng Lương Tam Quang. Vai trò của Thượng tướng Lương Tam Quang hiện nay rất quan trọng vì là Bí thư Đảng ủy Bộ Công an và là người có nhiều Thứ trưởng Bộ Công an trợ giúp. Ông là người đã từng sát cánh với tân Tổng Bí thư Tô Lâm trước đây nên nhiều người tin rằng ông là cánh tay đắc lực cho tân Tổng Bí thư Tô Lâm đốt lò. Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ đóng vai trò của ông Tô Lâm trước đây là đại tướng, là Bộ trưởng Bộ Công an, thì Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ đóng vai trò đó. Có một người nữa mà nhiều người cũng đặt rất là quan tâm, đó chính là Đại tướng Lương Cường, từng là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện nay là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo những gì mà các cơ quan truyền thông của Việt Nam đưa tin thì thấy rằng Đại tướng Lương Cường bây giờ đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi nói điều này, nhiều khi tôi
không biết có nên dùng cái chuyện so sánh như thế hay không, nhưng mà để mà hiểu được vị thế quan trọng của Đại tướng Lương Cường thì chúng ta cứ thử tưởng tượng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhân vật số 1 nhé. Và trong Bộ Chính trị thì đương nhiên các ủy viên Bộ Chính trị ai cũng quan trọng hết. Nhất là vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người được nhiều người thương mến thì đương nhiên rất quan trọng. Nhưng trong nội bộ đó chúng ta thấy não á, hiện nay á, là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhưng á, điều hành á, là giống như cái sự nối kết á, cái cổ á, là nhân vật số 2 á, thì chính là Đại tướng Lương Cường. Vai trò của Đại tướng Lương Cường giống như là một sự nối kết đầu và tay chân cũng như là cả ruột gan. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy báo chí truyền thông nước ngoài như Reuters cũng vừa mới loan tin luôn, Bloomberg cũng vừa mới loan tin tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi một con đường y như là bên phía của Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đi. Chúng ta thấy ở bên Trung Quốc ông Tập Cận Bình vừa là Chủ tịch nước, vừa là Tổng Bí thư, cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thì hiện nay ông Tô Lâm là Chủ tịch nước, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và cũng là người chủ trì Hội đồng An ninh Quốc gia của Việt Nam. Nên bên Reuters lẫn Bloomberg cho rằng ông Tô Lâm sẽ đi con đường mà ông Tập Cận Bình đã đi ở bên Trung Quốc. Và để đi con đường như ông Tập Cận Bình đã đi ở bên Trung Quốc thì chính sách đốt lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chính sách rất là tốt, là một thanh gươm sắc bén. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ sử dụng, nhưng để mà tạo sự đoàn kết ở trong đảng thì có lẽ, đây là có lẽ thôi nha, theo Reuters nhận định, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có một đôi chút điều chỉnh và có thể nương tay một đôi chút. Quyết định đó, đó thì rõ ràng bên Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang sẽ hỗ trợ và cùng đánh giá với Tổng Bí thư Tô Lâm là lò sẽ đưa củi nào vào, bao nhiêu củi. Và giai đoạn trước khi mà có đại hội đảng năm 2026 thì có đốt hừng lên nữa hay không, hay là dịu xuống để mà đại hội đảng khóa 14 họp năm 2024 bớt căng thẳng hay không? Đó là điều mà truyền thông Tây Phương cân nhắc. Còn ở trong nước Việt Nam này thì truyền thông chính thống đã đưa tin mà chính Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời là tiếp tục đi con đường mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra. Lời nói của Tổng Bí thư Tô Lâm rất nhẹ nhàng, khiêm cung, cho rằng là mình học hỏi và đã thi hành, đang thi hành và sẽ tiếp tục thi hành. Nhưng lời nói nhỏ nhẹ khiêm cung đó chứa đựng cả một ẩn ý là sự cương quyết. Nên tôi cho rằng sự cương quyết này trong những ngày tới lò vẫn hừng cháy. Lò vẫn hừng cháy cho tới ngày đại hội đảng lần thứ 14. Vì sao? Càng hừng cháy thì càng trong sạch đảng, làm cho nguồn máy của đảng được trong sạch để chọn những người xứng đáng trong đại hội khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người mà vào trong Ban chấp hành Trung ương sẽ xứng đáng hơn, đáp ứng lại với nguyện vọng của người dân. Đây chính là tâm nguyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại, thì
Tân Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục đi con đường đó để đáp ứng lại với những nguyện vọng của người dân. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Tôi có đọc báo Bloomberg và Reuters thì tôi nghĩ rằng họ nghĩ là có thể có sự xê dịch điều chỉnh, nhưng tôi cho rằng chưa chắc. Những gì mà truyền thông chính thống của Việt Nam đưa tin thì tôi cho rằng lời nhẹ nhàng, khiêm cung nhưng rất là cương quyết của Tân Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy sẽ cứng rắn đi con đường đó cho tới ngày Đại hội Đảng khóa 14 năm 2026. Nhân cơ hội này thì tôi xin chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Vì đây là một nhiệm vụ rất nặng nề mà Đảng đã giao phó cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải quyết tâm đi con đường mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra để đáp ứng lại với nguyện vọng của người dân. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.